Dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Hiện tại trên màn hình cô chú anh chị thấy con gái của ông Hoàng Hồ Quảng Cải Lương là ông Vũ Linh đó. Đó. Kế bên là Bill con của chị Bùm Bùm đó. Đây là chị Hồng Loan đó. Cô chú anh chị không ạ? Mớm hả chị Mớm? Đó. Đây là chị Mớm. Mình cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình luôn, đây là cái clip mà clip mới nha cả nhà. Đó. Để mà cả nhà nói là sao mà đây là clip cũ nữa. Trên màn hình là anh Phương chồng của chị Bùm Bùm. Đó. Bill nha. Bèo mai mốt mà bèo mai mốt mà biết nói chuyện sẽ kêu bằng cô Loan là cô on quá. Đi con. Tăng à, em nghĩ là mai mốt anh Tăng đi qua YouTube mặc quần giống Bill nó gọn nhẹ nó hả chị Loan. Mai mốt à, đề nghị anh Tăng đi qua YouTube mặc quần giống Bill cho nó gọn, anh chị thấy sao? Bill Tăng dùng luôn. Được rồi, hôm nào quay cho em. Dạ. Hôm nào quay cho. À, em mặc giống vậy hả? Ừ. Em thấy nó gọn quá. Tự nhiên một nhạc hoa hồng vô nhạc hết. Đỡ phải giặt đồ nữa. Về bỏ thôi. Đi nó quen quen nó chạy luôn à. Mai mốt mà nó đi rành bắt đầu lo gợt nó nè. Mở giò quá. Rồi ông nhỏ mà ông la lớn ha. Nhỏ mà tóc cao vậy. Tóc cao nha. Tông của Bill là tông đơ. Chị Loan cơm gì chị Loan? Rồi. Giờ này 4 giờ rồi. Không. Bây giờ có quả với cứu thương nó giống nhau quá vậy. Ờ nó giống nhau lắm. Sao bữa nay em nắm sân với Bill rồi với chị đẹp xong rồi giống nhau vậy?
có một bà. Sao nó chạy vô đây? Anh xuống này nắng về. Này cất nè cười cái coi, chào cô chú coi, chào cô chú nè, biêu đây nè, chào cô chú Hùng, chú cái coi Hùng, chú Tài cái coi Hùng, cười cái gì dạ. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog và kênh của anh Tăng Mập 79 TV nha cả nhà. Hôm nay là ngày 30 tháng 9, ngày cuối tháng rồi. Chúng ta sắp sửa gọi là kết thúc một tháng 9, một tháng cũ rồi ha, và chào đón một tháng 10, tháng mới ha, một tháng ít rủi nhiều may, một tháng tin chắc rằng sẽ có rất là nhiều may mắn và cũng như là có rất là nhiều sự kiện diễn ra với gia đình của chị Hồng Loan ha cả nhà. Ngày hôm nay là em nghĩ là chị Hồng Loan có rất là nhiều chuyện vui của chú anh chị. Đó là chị Hồng Loan qua bên quán cà phê, ngày hôm nay qua tặng hai lần luôn. Em nghĩ là có chuyện gì vui đó nên chị Hồng Loan đã ghé quán cà phê và nói chuyện với anh em. Nói chuyện gì cũng không phải là chuyện gì nó quan trọng lắm đâu, chỉ là gặp nhau nói chuyện vui hài thôi cả nhà. Đó thì cô chú anh chị mình cũng thấy đó là những cái clip mới nha, không có cũ nha. Ngày 30 tháng 9 rõ ràng thì cả nhà mình cũng biết Master Quốc Thanh cùng với lại có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là hai người bạn tri kỷ tham gia và cũng như là có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Master lần đầu tiên em thấy Master viết một cái dòng trạng thái dài luôn cả nhà. Xin mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng lắng nghe và cũng như là theo dõi cái bài viết sau đây, em đọc cho cả nhà mình nghe nha, một bài viết dài lắm cả nhà. Câu chuyện về Master Quốc Thanh và cố nghệ sĩ Vũ Linh, tình tri kỷ và bi kịch sau khi nghệ sĩ qua đời. Cố nghệ sĩ Vũ Linh là một trong những tài năng lớn của sân khấu cải lương Việt Nam, được biết đến với lối diễn xuất tài tình và sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhưng bên cạnh ánh hào quang sự nghiệp, ít ai biết rằng đằng sau cuộc đời của ông còn có một người bạn tri kỷ gắn bó suốt nhiều năm tháng, đó chính là Master Quốc Thanh. Tình tri kỷ của Master Quốc Thanh và cố nghệ sĩ Vũ Linh. Master Quốc Thanh không chỉ là một người bạn mà còn là một người tri kỷ, người luôn sát cánh bên cố nghệ sĩ Vũ Linh từ những ngày đầu khó khăn cho đến khi ông đạt đỉnh cao của sự nghiệp. Trong giai đoạn sự nghiệp còn gặp nhiều trắc trở, Master đã là nguồn động viên và hỗ trợ không chỉ tinh thần mà còn cả vật chất, giúp cố nghệ sĩ vượt qua những khó khăn ban đầu của cuộc đời nghệ sĩ. Theo nhiều lời kể, Master sống rất là tình nghĩa với Vũ Linh, không màng danh lợi hay tiền bạc. Trong mọi chặng đường của cuộc đời, từ lúc Vũ Linh chỉ là một nghệ sĩ bình thường đến khi trở thành ngôi sao cải lương nổi tiếng, Master vẫn luôn ở bên cạnh. Sự gắn bó này không chỉ đơn thuần là tình bạn mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau trong suốt cuộc hành trình của cả hai người. Bi kịch sau khi cố nghệ sĩ qua đời. Khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, nỗi đau không chỉ đến từ sự mất mát của một tượng đài nghệ thuật mà còn từ những bi kịch gia đình liên quan đến tranh chấp tài sản. Sau sự ra đi của Vũ Linh, nhiều thành viên trong gia đình ông đã xảy ra những mâu thuẫn liên quan đến quyền thừa kế và tài sản của cố nghệ sĩ. Điều đáng tiếc nhất là những mâu thuẫn này không chỉ là ảnh hưởng đến gia đình mà còn ảnh hưởng đến Hồng Loan, con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan đã phải đối mặt với không ít khó khăn khi nhiều người trong gia đình tìm cách hãm hại và tranh giành tài sản của cô. Trong bối cảnh này, Master Quốc Thanh vẫn giữ vững tình nghĩa với cố nghệ sĩ và luôn ủng hộ Hồng Loan, bảo vệ cô trước những khó khăn và sóng gió mà cô phải chịu. Tình nghĩa vượt qua thử thách. Dù cố nghệ sĩ Vũ Linh đã ra đi, tri kỷ giữa ông và Master Quốc Thanh vẫn luôn hiện hữu và không thể bị phai nhòa bởi bất kỳ điều gì. Master với tấm lòng chân thành và tình yêu thương không điều kiện tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần cho Hồng Loan và giữ trọn nghĩa tình với người bạn tri kỷ đã khuất. Câu chuyện về Master và cố nghệ sĩ Vũ Linh không chỉ là một minh chứng cho tình bạn đẹp mà còn là bài học về tình nghĩa trong cuộc sống. Giữa những tranh chấp và mâu thuẫn vẫn tồn tại những con người hết lòng vì nhau, sẵn sàng bảo vệ và ủng hộ nhau ngay cả khi đối mặt với những khó khăn lớn nhất. Trong cuộc đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh và Master Quốc Thanh là một minh chứng cho sự chân thành, tình tri kỷ không vụ lợi và lòng biết ơn. Dù cho cuộc sống có thay đổi hay khó khăn,
nhưng giá trị về tình nghĩa, lòng trung thành và sự chia sẻ vẫn luôn tồn tại tỏa sáng như một dấu ấn không thể phai nhòa trong lòng những người yêu mến nghệ thuật cải lương và con người. Bi kịch gia đình sau sự ra đi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là điều đáng buồn, nhưng tình nghĩa giữa Má Tư và Vũ Linh vẫn luôn là câu chuyện đẹp trong lòng mỗi người hâm mộ. Đó cô chú anh chị, đó là một cái bài viết mà em nghĩ là cái bài viết này không phải của Má Tư. Em cứ tưởng là của Má Tư cả nhà, nhưng mà em nghĩ bài viết này chắc có lẽ là một của một trang báo nào đó Má Tư thấy hay, Má Tư chia sẻ về cả nhà. Chứ nếu mà Má Tư ghi như vậy thì chắc chắn rằng nếu mà không để nguồn thì em nghĩ là mọi người sẽ hiểu lầm là Má Tư tự khen Má Tư và cũng như là đánh giá cao về Má Tư. Thì em nghĩ bài viết này là của một cái bài báo đúng không anh Tăng? Đúng rồi, em có nói lên vài câu là thấy nghi dụ. Dạ. Hôm nay Má Tư viết dài như vậy ta? Má Tư từ trước giờ ít khi nào Má Tư viết dài như vậy. Và cũng như là Má Tư có nói về tình bạn và tình tri kỷ trước và sau khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất hay cả nhà. Thì em nghĩ là Má Tư sẽ lấy một cái lời viết nào của một nhà báo nào đó hoặc là của một người hâm mộ nào đó viết về Má Tư. Má Tư thấy hay, Má Tư thấy đúng, Má Tư chia sẻ ha cả nhà. Nhưng em và anh Tăng sau khi nghe thì anh Tăng thấy đúng không anh Tăng? Quá đúng đúng không ạ? Em thấy quá hay và quá đúng. Cả nhà mình cũng biết sau khi cái vụ việc mà gia đình của cố nghệ sĩ qua đời rồi đó, thì cái vụ tranh chấp nó nổi lên giữa Hồng Loan và cô đứa cháu gái khác họ đó. Thì cô chú anh chị mình cũng thấy Má Tư đã 70 tuổi nhưng vẫn không ngần ngại đứng ra để bênh vực, ủng hộ, yêu thương con gái của người bạn tri kỷ của mình đó, và chịu bao nhiêu là cái gọi là mũi tấn công, chỉ trích và nói xấu, bôi nhọ, nhục mạ luôn cô chú anh chị. 70 tuổi rồi nhưng mà vẫn không sợ những con ve, những trái sòi túi. Má Tư vẫn gọi là đứng ra để bảo vệ. Thì cô chú anh chị mình biết rồi, phải nói là khâm phục tình cảm của Má Tư dành cho cố nghệ sĩ, và bây giờ cố nghệ sĩ đã mất thì dành cho Hồng Loan nha cả nhà. Quá là tuyệt vời luôn đó. Để em chia sẻ những cái bình luận của khán giả nói gì về cái bài viết này ha. Chúng ta phải gọi là công tâm, công bằng và cũng như là nghe ý kiến của khán giả như thế nào. Đó. Đầu tiên là có một chị gái chia sẻ là em chia sẻ nhé anh Tư, là có nghĩa là chị gái này á là xin phép chia sẻ lại cái bài viết này. Đó. Tiếp theo là nhà ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh Hạ Tim. Và một khán giả khác thì nói như thế này: hôm bữa nhạc sĩ Thái Hùng gặp má cũng nói vậy mà, thật sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật Má Tư ơi. Rồi tiếp theo thì khán giả khác thì nói là quá là tuyệt vời, là một người bạn hiền, chúc bạn hiền nhiều sức khỏe, vui vẻ, an lành trong cuộc sống. Rồi thương cố nghệ sĩ Vũ Linh và thương luôn cô gái bé nhỏ của ông, yêu thương Má Tư rất là nhiều. Thương má dù cho gươm giáo bổ vây vẫn một đường mà đi, thật là đáng trân trọng. Quá tuyệt vời ha cả nhà. Má Tư rất là phân minh, đáng là trân trọng luôn cả nhà. Đó. Còn đa phần là những trái tim và những lời động viên khích lệ, gọi là những tình yêu thương dành cho Má Tư ha cả nhà. Một bài viết khá là hay. Đó, thì chiều hôm nay thì phải nói là một nhiều quá tin vui cả nhà. Má Tư chia sẻ một bài rất là hay nói về Má Tư và cố nghệ sĩ. Ngày hôm qua cũng vậy, anh em mình gặp chú Ngân Tuấn đúng không? Chú Ngân Tuấn cũng có chia sẻ cả nhà. Thì em chia sẻ lại cho cả nhà mình nghe như thế này. Cả nhà mình còn nhớ Bắc Năm mất. Rồi có Bắc Năm là do bị bệnh, mà cái bệnh mà do cái cổ họng gì đó, thực quản phải không? Thanh quản chứ không phải là thực quản, thanh quản. Phải mổ thanh quản thì còn thanh quản là phải đút cái ống cái mít vô đây nè, nói phải sống được ít nhất là nhiều năm hơn đúng không anh? Nhưng mà bà Bắc Năm chọn cái con đường là để như vậy, mà thời gian tuổi thọ nó ngắn một xíu, nhưng mà Bắc Năm sống với nghề và yêu thương nghề. Có nghĩa là Bắc Năm nói là mình là nghệ sĩ, mình hát cho khán giả nghe, nhưng mà mình đi phẫu thuật như vậy á thì đâu còn gì hay nữa, cái giọng mình sẽ bị mắc, bị lệch lạc đi. Thì Bắc Năm chọn một cái cách gọi là sống ít hơn một chút, nhưng mà được phục vụ cô chú anh chị mình khán giả gần xa bằng cái giọng đúng là của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Hoàng Hồ Quảng cải lương hay cả nhà. Quá là tuyệt vời luôn, phải nói là sống hết mình với nghệ thuật và với sân khấu cải lương đó. Thì cả nhà mình cũng biết quá là tuyệt vời. Còn cô chú anh chị mình hãy chờ đợi ha, trong thời gian sắp tới thì sẽ có rất là nhiều sự kiện. Cả nhà đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mấy anh em, để mấy anh em có động lực chia sẻ nhiều video hay hơn, nhiều video hấp dẫn hơn cả nhà. Thì em có không biết nói gì hơn á, thì chỉ biết là quay những hình ảnh đẹp về Hồng Loan, quay những thông tin mà cô chú anh chị mình quan tâm thôi cả nhà. Đó, để gửi đến quý cô chú anh chị mình. Và điều đặc biệt là muốn chia sẻ đến cả nhà mình như thế này. Sau khi mà cái vụ tranh chấp kết thúc rồi á, nếu mà thật sự cô chú anh chị mình còn quan tâm thì tụi em vẫn quay Hồng Loan, nếu Hồng Loan cho phép,
tại vì đó là những hình ảnh đẹp về con gái của cố nghệ sĩ mà, đúng không cả nhà? Đó, thì đó là vài thông tin muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình buổi chiều hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ.